của Việt Nam mà nó là con ông mật của Italia, Ý. Nên người ta kêu nó bằng ông ngoại. Và ông ngoại hay ông nội, ông nào cũng vậy, miễn mà nó chích mình một cái là nó tự nó chết luôn. Đúng rồi. Thì ông mà chích là chết luôn. Thì ông mà chích xong là nó bị chết. Bởi vì cái miếng ruột của nó gắn liền với nhau. Đúng rồi. Nó sẽ mất đi cái vòi, thì khi nó trở về đây nè sẽ bị mấy con này. Nhưng mà con này nó vẫn sẵn sàng để chích mình để nó tự vệ. Con này không có sợ chết mà nó sợ duy nhất một thứ thôi. Đó là khói. À khói hả? À. Đặc tính của ông nào ông sợ khói nha. Giống hệt như đặc tính của đàn ông mình chỉ có sợ vợ thôi. Sao ông này ông không sợ? Nói chung không có con gì đáng sợ bằng con vợ hết. Đúng rồi. Con vợ sợ, con vợ còn dữ hơn sư tử mà. Anh nói chuyện làm như là vợ dữ lắm vậy. Trung bình một tổ vậy nó có 30.000 con mà nó có 3 cái thành viên là ông thợ, ông được ông chúa. Ông thợ thì chiếm số lượng đông. Và làm việc chính, nhưng mà nó sống được có 55 ngày là nó chết. Còn ông Đực thì nó có mười mấy con mà nó không có làm việc, nó chỉ ở nhà nó ăn chơi và nó giao phối thôi. Sướng gì vậy? Tướng gì đàn ông hả?